Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Trong một dịp mình có được nói rất là nhiều nơi ở bên bờ đông của nước Mỹ, nhưng mà hình như là nhanh được biết là một trong số đó có những một cái thành phố mà rất là sầm uất nhất mà mình chưa nói tới bao giờ đó anh Thắng. New York à? Dạ. thì tại sao thì có một cái mà nhanh cảm thấy rất là hay ở nước Mỹ đó, đó chính là mỗi tiểu bang, mỗi cái thành phố của Mỹ, mình đi ở đâu, mình sống ở đâu, hay là mình đi tới một chỗ nào khác, lúc nào mình cũng thấy nó khác nhau, giống như là mình tới một đất nước khác vậy, phải không anh Thắng? Đúng vậy, thực sự chúng ta ở bên Mỹ đó thì chúng ta thấy là 13 cái tiểu bang đầu tiên đó, 13 thuộc và tiểu bang thuộc địa của nước Anh ngày xưa đó. Thì đây là 13 cái thuộc địa nó đều có một cái văn hóa gần gần như nhau. Thế tuy nhiên về cái sinh hoạt của họ, về những nhóm di dân thời ngày xưa đó, có thể là họ từ Ireland, có thể họ từ bên England, có thể họ từ bên Pháp, có thể họ từ bên Hà Lan hay bên Đức. Thành ra mỗi một cái nhóm di dân đó thì họ mang một cái sắc thái văn hóa khác nhau. Dĩ nhiên khi đến đây thì người ta phải nói tiếng Anh, trải qua bao nhiêu đời người ta nói tiếng Anh, thành thử nó vẫn có cái chung mà nó vẫn có cái khác. Thành ra chúng ta đến, có thể đến New York là chúng ta có thể nhận thấy được điều đó nhất. Ở New York thì khởi đầu ngày xưa tôi mới đến á, có lẽ tôi nhìn qua cái thành phố, cái sự sầm uất, cái sự náo nhiệt, cái sự mình cảm nhận được cái sự hỗn loạn của nó đó, thì có lẽ cái lần đầu tiên tôi không thích lắm. Nhưng mà khi mà qua New York rất là nhiều lần thêm đó, thì bắt đầu tôi thấm được một cái nét gì rất là đặc biệt của New York. Và ở đó tôi mới cảm nhận được cái chữ hay nhất của cái chữ mà United of America, cái chữ mà gọi là hợp chủng quốc đó. Nó rất là đúng. Đến New York cảm nhận được cái đó. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cảm nhận được như vậy? Thì những anh cũng như là cùng khán giả của Người Việt TV sẽ nghe anh Thắng kể về New York. Nói đến New York thì như Nhất Anh cũng có dịp đến New York rồi, thì chúng ta đến một cái thành phố lớn như vậy mà một cái số dân cư rất là đông, nhất là nước Mỹ. Và đồng thời ở New York nó giúp cho chúng ta những cái rất là đa văn hóa mà chúng ta thấy được ngay. Nhưng mà cái đầu tiên mà phải nói đến New York là người ta nói một số những cái điểm chính của nó. Chẳng hạn nói đến thành phố New York thì chúng ta nghe nhớ ngay đến Manhattan. Tiếng Việt Nam mình hay gọi là Mã Nhật Tân đó. Thì khi mà đến Manhattan thì chúng ta phải nói là phố trên, phố dưới, Upper Town, Lower Town. Rồi nói đến Chinatown, ở đó cũng là một cái đặc biệt riêng của nó. Nhưng mà nói đến một cái khu vực để cho giới trẻ người ta đến và thường thường ai cũng thích thú đến đó, phải ngồi có vẻ ăn uống, cái đặc tính của New York là Soho. Thành ra có lẽ người trẻ rất là thích thú những cái đó. Từ nơi đó là rất có nhiều shopping, và nếu mà đặc biệt là Nhất Anh hay là những khán giả nào mà nữ mà tới đó thì chắc rất là thích luôn đó anh Thắng. Đúng rồi. Thứ nhất là nó có một cái bình dân. Có thể bên trong nó sang trọng nhưng bên ngoài nó vẫn cho mình coi được một cái sự bình dân trong đời sống thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đến một cái chỗ khu vực đắt tiền chẳng hạn, Rockefeller Center, thành ra khu đó thì quý vị có thể đến thăm Saks Fifth Avenue, hoặc là những cái khu shopping rất là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì là cái đài NBC, đó là đài số 4 mà chúng ta xem các news hàng ngày. Và đồng thời thì chúng ta đi xa hơn nữa thì chúng ta có thể đi phía Bắc, chúng ta có thấy được cái trụ sở của Liên Hợp Quốc, United Nations, thì cái trụ sở cũng nằm ở đó. Và đó cũng là một cái mà cả thế giới dồn về đó. Dĩ nhiên cái khu vực đó là một cái khu international, nhưng mà chúng ta có quyền đến thăm và chúng ta có thể đi xem một cái sinh hoạt của United Nations, Liên Hợp Quốc tại New York. Và đi vòng vòng nữa thì chúng ta thấy nó rất là nhiều. Chẳng hạn chúng ta phải đến thăm khu Stock Exchange, cái khu Wall Street, khu One World Street Center, chúng ta phải đến Central Park, chúng ta còn nhiều lắm vân vân. Nhưng mà một cái nữa chúng ta không thể quên được là tượng nữ thần tự do nữa. Rồi, tại vì người ta nói là nếu như mà tới New York mà chưa có biết nữ thần tự do là mình không phải là mình đi New York nữa. Đúng vậy. Thì nói đến có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ chú tâm là nói chuyện đến một cái hình ảnh và một cái nơi chốn, và đồng thời là một cái bức tượng. Nhưng mà đối với cá nhân tôi đó, tôi có dịp đến New York nhiều lần và càng đi xem và càng có dịp thấm nhuần với cái văn hóa của New York đó, thì chúng ta mới thấy người dân New York sao họ yêu cái tượng nữ thần tự do lắm. Mà cái đó là đặc biệt là người dân New York, tại vì họ gần đó, họ có trong tay, thành ra họ yêu là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta ở xa, nhưng mà chúng ta có đến nơi và chúng ta xảy ra những cái biến cố chẳng hạn như cái biến cố năm 2001, cái khủng bố 911 đó,
ngay cả cái tượng Đức Thần Tự Do người ta khủng bố nó dự định đánh sập cái tượng Đức Thần Tự Do, thế tuy nhiên họ không thành công thôi. Thành ra chúng ta đến thăm cái tượng Đức Thần Tự Do không phải là vì nó là một bức tượng đẹp, mà cũng không phải nó là một cái bức tượng nằm ngay ở chính giữa cửa sông Hudson ra từ cái lô thao, tức là từ cái thành phố dưới của cái Manhattan, mà chúng ta đến thăm cái đó. Đối với cá nhân tôi, tượng Đức Thần Tự Do nó còn mang một cái biểu tượng, một cái gọi là cũng khó nói lắm, nó một cái coi như linh hồn của nước Mỹ. Thì đối với tôi cái tượng Đức Thần Tự Do nó có một cái ý nghĩa như vậy. Thành ra đến thăm cái tượng Đức Thần Tự Do đó thì chúng ta vừa có một cái nét thích thú về cái một cái sự du ngoạn ở đó, nhưng đồng thời chúng ta lại có nhìn lên được một cái về linh hồn của nước Mỹ, linh hồn của tự do trong đó. Thành ra đó là một cái mà có lẽ chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà vậy thì tại sao anh Thắng lại nói là nữ thần tự do là một biểu tượng của không chỉ của New York không mà là của nước Mỹ, và cái lịch sử của nó là như thế nào anh Thắng? Nói đến tượng Nữ Thần Tự Do thì chúng ta phải trở lại một cái quá khứ một chút xíu, là ngày xưa đó cái khu vực của chúng ta New York đó, chúng ta đi lên trên một cái chúng ta một cái bây giờ người ta vẫn gọi là New England đúng không? New England tức là một nước Anh mới, nhưng mà nếu chúng ta đi cao hơn một chút xíu đó, đi lên Montreal, lên Quebec thì chúng ta lại thấy ngày xưa ở khu vực đó nó có tên là New France, nước Pháp mới, hoặc là chúng ta đi qua một số những thành phố nó tên là New Amsterdam, tức là thành phố Amsterdam mới chẳng hạn, vân 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 vân. Thì tất cả một số những thành phố hoặc là những đất nước ở bên Âu Châu khi mà họ qua đây họ lấy được cái chủ quyền của một phần đất nào của tân thế giới đó, thì họ thường thường họ mang theo cái tên của họ và họ thêm cái chữ Giống như là mới, vùng đất mới. một vùng đất mới. Thành thử chúng ta thấy là New York cũng vậy, York cũng là nguyên thủy là York, nhưng mà còn New York thì nó là một thành phố York mới đúng không? Thì sau khi mà người Anh đã bị đuổi ra khỏi cái phần đất thuộc địa, và 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên của Hoa Kỳ liên kết với nhau lại và thành lập đất nước Hoa Kỳ, và nước Pháp có một vài người họ đã có một cái suy nghĩ, họ có một cái dự tưởng là sẽ làm một cái gì đó tặng cho cái nước Mỹ kỷ niệm 100 năm giành được độc lập từ tay đế quốc Anh. Thì hai người đó là hai người Pháp hết. Thì một ông là La Boulaye, một ông là Frederick. Thì hai ông đó, một ông lớn tuổi và một ông trẻ, đều có chung một cái ý tưởng là tặng cho nước Mỹ một cái gì đó. Thì cho đến năm 1971 thì cái ông Frederick đó, tên của ông là Bartholdi. Bartholdi đã đi từ bên Pháp qua bên Mỹ để tìm xem một vùng đất nào, một nơi chốn nào có thể tặng một cái gì đó cho nước Mỹ kỷ niệm 100 năm. Nghe hấp dẫn quá. Thì vì Nhân sẽ hẹn anh Thắng trong phần 2, anh Thắng có thể kể nhiều hơn về nữ thần tự do cho nhất anh cũng như khán giả của Người Việt TV. Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn nhất anh cũng như là khán giả của Người Việt TV đang đi tới thành phố New York. Và một trong những biểu tượng của New York chính là tượng nữ thần tự do. Và trong phần 1 thì anh Thắng đang kể ngang qua câu chuyện là tại sao là mình lại có cái tượng nữ thần tự do như Đúng ngày vậy. hôm nay, thì anh Thắng có thể kể tiếp theo cho Nhất Anh không ạ? Thì như tôi vừa trình bày là hai người Pháp đã có một cái ý tưởng tặng cho một cái gì đó cho nước Mỹ kỷ niệm 100 năm độc lập, là mình có cái tự chủ của mình. Thì năm 1871 ông đã rời nước Pháp và qua đến đây. Thì ông đến thường thường New York ngày xưa nó là một cái bến bờ để tất cả những di dân từ Âu Châu sang, họ cũng đi thuyền, họ cũng giống như mình đó, là đi thuyền để vượt Đại Tây Dương, mình là vượt những cái sông ở Biển Đông để chúng ta đi xuống ở miền Nam để tìm tự do. Thì những người Âu Châu thời điểm đó thì họ đã phải vượt qua Đại Tây Dương. Thì họ khi mà họ vượt như vậy đó thì họ thường thường họ không biết chỗ nào đã đến, chỗ nào chưa đến. Tại ngày xưa thuyền bè nó còn đơn sơ hơn bây giờ Hình nhiều như là lắm. xung quanh chỉ toàn là biển Toàn thôi. là biển với lại những phần đất mà họ chưa biết ở đâu. Thì khi mà ông Frederick đó, ông Bartholdi này, ông vừa đến cái cửa sông như Hudson, tức là trước cái cửa sông đông ra cửa biển, thì ngay cái chỗ đó thì ông chợt có một cái ý tưởng lóe lên ngay trong đầu ông. Ông nói à đây rồi, đây là tôi biết chỗ này là có chỗ mà có thể để một cái gì đó để tặng cho nước Mỹ 100 năm. Và từ đó cái ý tưởng xây một cái tượng
ở ngay cửa sông Hudson và ngay cái cửa biển ra của cái thành phố Manhattan đó, thì được ý định ngày ngày đó rồi. Thì chúng ta thấy kết quả là ngày nay chúng ta đến New York, chúng ta đi ra sông Hudson, chúng ta đi ra những cái bến phà, để chúng ta đi ra cái đảo Liberty, tức là cái đảo tự do đó, thì có cái tượng nữ thần tự do ở đó. Nhưng mà cái quá trình xây dựng mà để hoàn thành nữ thần tự do là mất bao lâu hả anh Thắng? Khi mà ông về đó thì ông bắt tay vào ngay để hoàn để ông ấy là vốn dĩ ông là một nhà người đúc tượng mà, thành ra ông bắt tay vào đúc tượng ngay. Thì cái công trình của ông mất cũng 10 năm chứ không có phải ít. Thành ra khi mà ông xây thì ông mất 5 năm trời để ông làm những hàng mẫu, những bức tượng mẫu, nhưng ông đều không vừa ý. Nhưng cuối cùng thì ông đã được vừa ý với bức tượng ngay bây giờ. Thế tuy nhiên khi mà ông có bức tượng, có ý tưởng và có tượng rồi đó, người ta không có tiền, người ta không có đủ tiền để xây một cái bức tượng lớn như vậy. Thì lúc đó thì người ta nghĩ ra cái chuyện donation, thì người ta đã làm ra một cái cánh tay của tượng nữ thần tự do bây giờ đó, cái cánh tay cầm đuốc đó. Họ làm trước một cái cánh tay, họ đem qua Philadelphia và ở đó người ta mở ra một cái triển lãm để thu hút tiền của những người đến xem, và đồng thời tạo ra một cái ngân sách để làm bức tượng đó. Nhưng mà tiền vẫn không đủ. Thành ra khi mà có đủ một số tiền rồi, họ bắt đầu có đủ tiền để làm được cái tượng thôi. Và bức tượng nó được đúc tại Paris. Và dĩ nhiên là bằng đồng. Nhưng mà khi mà cái bức tượng được đúc xong á, thì người ta lại phải nghĩ đến một cái chuyện khác nữa, là làm sao dựng bức tượng nó ở ngay cửa sông được. Như nhất anh thấy cái cửa sông như vậy, gió, sóng đâu phải đơn giản. Thành từ một cái nhân vật kỳ tài khác đã được kêu gọi vào để làm một cái frame để cho cái tượng được đứng ở đó, thì người đó chính là ông đã xây cái tháp Eiffel, Gustavo Eiffel, đã được kêu gọi để làm cái frame đó để dựng ngay cái cửa sông. Và ông Eiffel đã làm thêm cái frame đó, tức là hai người có ý tưởng và một người làm ra cái tượng, một người làm ra cái frame rồi nhé. Bây giờ đã làm sao để bức tượng đứng được, thì lại có thêm một người phải xây dựng cái base, cái bệ để cho cái tượng nó thành đứng thì đó, thì lại thêm một người nữa được mời vào để thành cái project đó. Và sau khi được cái project được đem qua đến đây thì họ không có tiền để mà dựng được bức tượng lên, thành ra nhưng mà khi đem sang không phải là cái bức tượng lớn như vậy mà để nguyên trên thuyền được, họ phải tháo ra từng phần. Và khi họ đến thì những người đã có một cái chung một ý tưởng đó thì đã được một nhà báo là Joseph Ông là giống như là một nhà Pulitzer, báo nổi tiếng của một Mỹ. nhà, thì lúc đó ông mới tham dự vào trong cái chuyện đó, và ông viết trên báo và ông kêu gọi cái donation, thì lúc đó người ta mới đủ tiền và để dựng bức tường ở trên đó. Dĩ nhiên khi mà dựng bức tường xong vào năm 1886, nếu tôi nhớ không lầm thì là khoảng đó, tức là 10 năm sau, cái dự định là 100 năm, nhưng thực sự thì cuối cùng nó phải đấy mà 1886 bức tượng mới hoàn thành. Và khi hoàn thành như vậy đó, bức tượng nó đâu có phải dễ dàng được dựng ngay thành phố New York như vậy. Nó phải có sự approve của thị trưởng, approve của tiểu bang, và muốn trở thành một cái biểu tượng cho nước Mỹ phải có approve của quốc hội và của tổng thống Mỹ nữa. Thành ra trải qua những cái thăng trầm đó, bức tượng cuối cùng đã được trở thành một cái bức tượng quốc gia của nước Mỹ. Và khi mà nó biểu tượng như vậy đây, nó mang một cái tính cách biểu tượng về tinh thần, biểu tượng cho sự tự do. Nhưng mà cái hay đó là bức tượng nó không có tên là freedom, thành ra nó khác với chữ liberty, hai cái ý nghĩa nó vẫn khác nhau một chút. Liberty theo tôi hiểu đó thì có nghĩa tính cách là tự do, nhưng mà trong một cái khuôn khổ, trong một cái trật tự nào đó, chứ nó không phải là một cái sự muốn làm gì thì làm, Không có nề nếp gì hết thì không có không nề nếp, được. đúng không? Thành ra thì cái đó là cái mà chúng ta cũng suy nghĩ. Và đồng thời cái bức tượng nó khi mà dựng lên thì cái ý tưởng của cái người đúc tượng họ cũng có hay lắm, là bức tượng nó được cầm với một cái Cái ngọn đuốc, đuốc, dạ đúng thì rồi. ngọn đuốc nó trở thành giống như một hải đăng để cho tất cả những thuyền bè của di dân từ Âu Châu sang đó, nhìn cái hải đăng đó họ biết họ đã được đến được bến bờ tự do, đến được thành phố New York đó. Thì thành ra chúng ta thấy nó vừa một công mà hai ba chuyện được. Nhưng mà đồng thời trên tay của tượng nữ thần tự do, nếu mà nhất anh xem qua cái hình ảnh video mà chúng ta thấy đó, tượng nữ thần tự do trong tay của một cái cuốn giống như cuốn sách đó, thực sự đó là bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, là July 4. Đó, thành thử chúng ta thấy đặc biệt là nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà có một cái nữa, một cái tượng nữ thần tự do mà ít người để ý được lắm, là trên chân của bức thờ tượng nữ thần thì Đức Thần đang đạp đứt đôi cái dây xích gông xiềng ra. Thì cái dây xích mà được bị đạp gãy ra đó, đạp đứt ra đó, nó tượng trưng cho sự thoát ra khỏi cái sự
gọi là cai trị của thực dân ngày xưa, đó là có sự tự chủ của Hoa Kỳ. Và đồng thời thì chúng ta có thể nhìn những cái đội cái vương miện của nữ thần, và chúng ta nhìn những cái vạt áo của nữ thần, nó đều biểu tượng cho năm châu bốn bể cả. Chẳng hạn như tượng nữ thần tự do có cái vạt áo đó. Cái vạt áo người ta nói tượng trưng mỗi một cái vạt như vậy, tức là tượng trưng một cái đại dương. Thành thử chúng ta thấy rất là nhiều ý nghĩa. Và cái tượng biểu tượng đó là cái khuôn mặt của tượng nữ thần, dĩ nhiên nó còn nhiều chi tiết lắm, nhưng mà nhất anh để ý kỹ thì mặt của tượng nữ thần do không có quá đẹp, mà trông bà có vẻ hơi nghiêm khắc là khác. Và đó nó cũng có một số những lý do tại sao ông Bartholdi Frederick ông ấy design là cái đó. Và dĩ nhiên ông có lý do. Nhưng mà cái đó như để trong đi tour mình nói chuyện. Thì thật ra là cái nói về nghe anh Thắng kể về một cái quá trình mà xây dựng mà để có được cái nữ thần tự do ngày hôm nay, thì đúng là quả thực là nữ thần tự do đúng như là biểu tượng của nước Mỹ, mà giống như là thể hiện sự đoàn kết và cái đến một cái bến bờ tự do, đúng không anh Thắng? Nó bao gồm cho cả toàn thế giới. Tại vì đó là ngọn đuốc cho một cái sự gọi là tự do mà trong một cái khuôn khổ. Và đồng thời nó có một nhiều cái mà bây giờ tất cả các nước trên thế giới đều hướng tới một cái giá trị nhân bản nào đó. Người ta muốn con người phải có một cái sự con người, có quyền nói, có quyền tự do, báo chí, có quyền tự do về đủ thứ hết. Có một, trước khi mà kết thúc chương trình thì có một cái mà Nhân Anh sẽ muốn làm rõ hơn với anh Thắng cũng như là khán giả Người Việt TV, đó là mình thường là mình nói New York là mình nói tới thành phố New York, nhưng mà thành phố New York cái đó thì phần lớn chúng ta để ý là ở bên Hoa Kỳ đó. Khi mà nói đến một tên gọi là thành, tôi nói ví dụ New York, thì New York là gồm có hai phần, New, tiểu bang New York và thành phố New York, là hai cái khác nhau. Trong tiểu bang New York thì có tới hai thành phố lớn đó, New York City và Buffalo chẳng hạn. Có nhiều nơi nó đều giống như vậy. Thí dụ chúng ta đến nhất là phía bên kia, phía miền Đông Bắc đó, thì thường nói tên phải hiểu qua cái đó là tên tiểu bang hay là tên của thành phố. Chúng ta cần phân biệt một đôi chút. Vậy là tượng nữ thần tự do là nằm ở thành phố New York, New trong tiểu bang New York. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Và nằm của thành phố gọi là Manhattan. Thực ra thì nói tới New York thì có rất nhiều thứ để mà nói. Thì với hôm nay mà mình đã nói về nữ thần tự do rồi, thì những anh hẹn anh Thắng vào lần sau mình sẽ nói nhiều hơn những cái địa điểm khác ở New York. Đúng vậy. Chương trình đến đây là kết thúc. Những anh hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau.